Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một game đấu cực kỳ hay. Đây là bóng La Liga trước mình đã mua các bạn ơi, năm 1928, và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi bóng những sân cỏ xem sao nhé. Và bây giờ mọi người đã về hết rồi. Năm công chúa cởi trần kìa anh. Năm công chúa cởi trần thì các bạn ơi. Thì thâm. Bây giờ thì mình sẽ bơm người lên, sau đó chúng ta sẽ cùng chơi sút bóng nhá. Và tưng bóng xem sao. Ê. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. Bóng này nhỏ đúng không? Bây giờ mình bơm. Méo ấy. Bây giờ mình bơm yên tâm. Không méo đâu. Cái này để tài anh ơi, cái này để tài. Cái này nhường tài. Đây nhường cái tài ấy. Tủ ơi. Tủ à? Mạnh lên. Chuyên nghiệp lắm. Đây mới là chuyên nghiệp anh ơi. Tốc độ của Long phải nói là chơi giống nghề. Giống nghề thôi. Nhìn phát biết đây mẹ dân chơi là nhìn phát biết đây dân chơi mà. Tốc độ của Long phải nói là rất là nhanh. Rồi. Ok rồi, căng rồi. Bơm nữa là nổ cha bóng. Rồi các bạn ơi, đây là chỉ bóng nhá, và tài sẽ làm thủ môn đồng ý không? Nhưng mà trước hết thì chúng ta hôm trước mình đã nói rồi, mình tân thử này rồi, tân rất là khó luôn. Hôm nay mình sẽ cho thử ba người tân thử nha, là Trung, với Long và em Tùng Văn Anh nhá, xem sao. Sau đó sẽ chơi ghi penalty nhá, cùng chờ xem. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu tiên chúng ta, đó sẽ là phần thi tân bóng. Sẽ có ba người cùng thi đấu, đó là Long công chúa, Trung và Văn Anh. Và người làm giám khảo chấm điểm sẽ là Tài nhá, Tài đếm nhá, ok không? Ai trước nào? Cho để Văn Anh chơi. Tôi cho Trung chơi. Quyền từ tì đi, các bạn đều. Ai thua tôi trước nào? 1, 2, 3. Này 3, này 3. Như vậy là rồi, xem anh 1, 2. Ui giời ơi, đứng thế. Bóng này rất là khó tăng đấy, rất là nhẹ luôn. Bắt đầu, sẵn sàng chưa? Bắt đầu. 1. Một đấy. Hay có nhà tăng một chân luôn. Bóng rất nhỏ, rất khó mà tăng được. Bóng này còn lắc nữa cơ, vẫn chưa rơi. Hay quá, cố lên. Bao nhiêu quả? 35 quả. 35 quả. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Hay quá, tuyệt vời. Ôi Long ơi giỏi nhá. Ui giời. 9 quả các bạn, ok. Như vậy Long tôi được 9 quả. Nghĩ sao về khả năng của mình? 9 quả là được lắm rồi, bóng này nó nhỏ, khó tăng. Khó tăng đúng không? Rồi đến Trung nhé, Trung này dày ướt rồi, trên đất các bạn. Ok. Tài đến với Trung gà đi. Bắt đầu nhá. 3 quả. Bắt đầu. Rất khó tăng. Nhưng chúng vẫn tăng được rồi, vẫn đang tăng rất đều. Cố lên. Cố lên nào, cố lên nào. Cố lên nào, tốt đấy. Ây da. 30 quả. Rồi, và bây giờ sẽ là game đầu thứ hai. Thủ môn De Gea Tài, Thế Dũng Nhí chúng ta, sẵn sàng chưa? Em có tin lấy mắt được không? Chấp hết. Kinh nhỉ, bóng này nhỏ bắt lấy mắt được không? Chấp hết được. Anh nghĩ là bóng này rất là nhỏ và cái quỹ đạo bay của nó cũng rất là khó khăn đấy. Nhưng mà sút nhưng mà không căng như mấy quả. À ok, sẽ xem nhá. Rồi, như vậy là sẽ có 6 người sút tất cả. Và nếu Tài bắt được 4 quả thì thắng nhá. Bây giờ ai sút đầu tiên nào? Em sút đầu tiên. Như vậy là Long sẽ sút đầu tiên đúng không? Vâng. Rồi, tập trung nhá. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ok. Bắt đầu. Cú sút của Long. Ui dồi ôi, rất tiếc Long đã bắn chim rồi. Ui giời, ăn mừng à. Rất ăn mừng. Như vậy là tài một điểm thôi. Bây giờ sẽ là lượt sút thứ hai. Văn Anh của chúng ta, Neymar Nhí sẽ cùng sút nhá. Sẵn sàng đi em. Tập trung nhá. Tập trung nhá. Sút đi. Vào. Như vậy là tỷ số đã được cân bằng 1-1 rồi. Tài thì sao? Tí về được à? Hơi tiếc đúng không? Bóng hơi nhỏ, hơi tiếc một chút rồi. Rồi, và bây giờ ra lượt tiếp theo. Lượt sút của Duy Trung nhá, cùng chờ xem. Liệu có một bàn thắng tiếp theo không? Tỷ số đang là 1-1 rồi. Sút. Không vào. Hoan hô được nghe Tài. Quả bắt bóng phải nói rất hay của Tài. Sao rồi Tài? Hay lắm. Như vậy là đỏ đùi đâu xem nào. Như vậy là Tài bị đỏ đùi rồi các bạn ơi. Tỷ số đang là 2-1 rồi, cố lên nhá. Cú thắng này được phạt mọi người nhá. À sẽ là Hiếu Béo. Chúng ta thấy là nó mới thấy thủ môn Hiếu Béo chúng ta xuất hiện. Hãy cùng chờ xem. Hiếu Béo. Vào! Ăn mừng nào. Úi giời, ăn mừng. Úi giời, ăn mừng kiểu TikTok à? Rồi rồi. Rồi. À ok. Như vậy là tỷ số nó cân bằng 2-2 rồi. Lần thứ 5 nhá. Một trái hiện hình cận. Em tên là gì? Em tên là Bình ạ. Bình à, mấy tuổi rồi em? Em lớp 6 ạ. Đặt Bình lớp 6 12 tuổi. Ok. Rồi, xuất đi Bình. Tập trung nhá.
Bình vẽ được ra tí. Vào chưa? Vào chưa? Vào chưa? Vào chưa? Vào chưa? Chưa. Chắc không? Xem lại. Xem lại đúng không? Chắc không? Mày cứ công nghệ vào. Ok. Sau khi xem lại công nghệ vào, chúng ta cũng không biết là vào hay chưa đấy các bạn. Dù là góc quay vừa rồi không có việc được. Cảm giác là 50-50 quá nên là quyết định đá lại nhá. Ok không? Thật sự là mình không biết là vào không. Quay khó thật. Rồi. Lần thứ hai, sút lại, bắt đầu. Ôi giời ơi, lần này thì bắn chim rồi. Không thể có hai lần sút hay được cả. Và bây giờ sẽ là lượt quyết định lượt thứ 6 này. Và Long đang rất là tâm lý đây. Nếu mà quả này mà đã trượt là đội Long thua là Long phải bị phạt, bị tái phạt. Chung làm gì thổi bóng à? Công chung bóng à? Bảo thi à? Rồi và bây giờ sẽ là khủng long. Sẵn sàng chưa? Tự tin không? Tự tin chưa? Nếu mà em đá vào thì sẽ là cân bằng tỷ số hòa. Còn nếu là trượt thì tất cả đội em sẽ bị thua, bị phạt. 2, 1, bắt đầu. Ui rồi ôi, thôi rồi. Như vậy là người chiến thắng chính là Đơ Ghe Tài. Ok, cảm xúc bây giờ sao? Rất là vui. Và em sẽ phạt gì nào? Em có phạt gì chưa? Chả đội chạy vòng 3 vòng sân đi. Hả? Tay cái gì cơ đi. Mình sướng sau thế mới giàu. Hiểu chưa? Thôi tập thể thao khỏe người nhá. Cố lên. Rồi cố lên các em. Cái vòng sân to ấy, sân nhỏ này chạy bó lên thì chạy lên. Chạy đi. Cố lên nào. Rồi một phần án phạt rất là thú vị của Tài. Nhanh lên thằng kia. Thằng nào về bét nào hít đất 10 cái nhá. Ai về bét hít đất 10 cái. Cố lên. Chung đến với Chung. Bắt đầu nào. Hãy nói đi. Cố lên. Đúng rồi. Cố khỏe. Long cố khỏe. Cố lên nào. Bắt đầu. Cố lên. Trời ơi. Cố lên nào. Hít đi mọi người đất chưa. Cố lên nào. Rồi. Ôi dồi ôi, hít này anh hít 100 gái được. Hít đất rồi. Ôi dồi. Sao rồi Kiệt? Em không thể chịu thua này được. Là sao? Em không phục à? Không phục. Muốn chơi nữa à? Nghĩa ta ấy nó muốn dùng chiến tiếp này. Có chơi không? Là... chơi được không? Chơi luôn. À vẫn chơi. Chơi luôn. Gì? Bây giờ chơi Rabona nha. Rabona suốt đời à? Vâng. Thế ta có chơi không? Chấp. Chấp luôn à? Ok chơi luôn. Rồi Long ơi cố lên. Úi rồi. Vào. Rồi rất đẹp. Rồi rất mãn nhãn rồi. Bắt đầu Long ơi. Nó sai cho Tài. Bắt đầu Rabona lần 1. Úi rồi ôi. Bóng trung cọc với đâu chứ. Bạn mà lấy Tài được không? Một cú Rabona ở chung. Úi rồi ôi. Như vậy là hai người đầu tiên đều đã ra ngoài. Như vậy là bây giờ thì khả năng là Tài thắng rất cao. Như vậy tỷ số đang là 2-0 nhưng về Tài rồi. Và người thứ ba là Văn Anh. Neymar nhí cũng xem là Neymar thì với khả năng sút Rabona đỉnh của mình liệu có vào không? Vào! Yes! Như vậy là tỷ số bây giờ là 2-1 rồi. Người tiếp theo chúng ta cùng cùng xem là khủng long trả thù ra sao nhá. Rồi khủng long kiếm bắt đầu. Ôi giời ơi! Tôi lại ông! Tôi đến đảo ông luôn, đá cho nó bắt dính luôn này. Trời ơi! Em biết đá không? Biết đá nó môn nào? Em nghĩ là em nghĩ là em đã được đúng không? Vâng. Thế thì mình cứ thử thôi, biết đâu mình lại đá vào. Cứ đá mũi thôi em. Hết sức vào được. Lao hết sức vào mạnh nào. Ok rồi chơi đi em. Chơi đi em. Ui giời ơi. Như vậy là chưa đến lượt của thua thì đã thua rồi. Rồi và như vậy là người chiến thắng chính là Đơ Ghe Tài. Một lần nữa chiến thắng. Phạt gì nào? Phạt gì nào Tài ơi? Thua vinh danh à? Phạt gì nào Tài? Chui hàng. À bây giờ chui hàng mới căng rồi. Hãy mở hàng ra đi. Bọn em vẫn không phục tiếp anh ạ. Không phục thì không cần biết. Thua rồi. Bắt đầu đi. Ui rồi ôi. Đáng lòng quá. Còn hôm nay Tài đúng như bình thần. Chui được không? Rồi như vậy là hôm nay Tài đã chiến thắng cả thế giới. Mở ra. Rồi. Ui giời ơi. Tài ơi sướng nhá. Chui cả đội luôn. Người cùng chính là Hiếu Béo. Rồi như vậy là khổ trước sướng sau thế mới giàu thôi. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Em ơi. Một lần sau nhá.
Cảm ơn các bạn xem video. Bye bye mọi người. Đừng quên là bấm like kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.